qua 16 hành trình vòng loại, các cặp cha con lọt vào top 8 đội của cha con hợp sức đã xuất hiện, mỗi đội có một thế mạnh riêng. Tiếp tục hành trình không có mẹ, các thử thách khó khăn hơn, cam go hơn, bất ngờ hơn. Cha và con sẽ hợp sức thế nào để vượt qua? Hãy đón xem cha con hợp sức vòng tứ kết vào lúc 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Khả Hân, một cô bé thông minh lanh lợi, có giọng hát rất ngọt ngào và luôn tự hào về cha. Tuy bề ngoài trông rất tiểu thư, nhưng luôn mạnh mẽ khi thực hiện nhiệm vụ. Đi thôi. Cha Phạm Kinh Sang là một người rất mực thương con, với khả năng ghi nhớ cực kỳ tốt. Cha Sang đã giành chiến thắng toàn phần trước đội bạn trong cuộc thi đối kháng. Bây giờ con mở ra con đọc nha. Dạ, cảm ơn chú. Cha Dương Phát luôn chậm rãi, bình tĩnh suy luận để hoàn thành các thử thách của chương trình. Hai cha con cực kỳ thân thiết, nhưng cũng có đôi lúc con trai Dương Phát lại rất thẳng thắn khi nhận xét về cha. Thì như vậy có nghĩa là ba không hiểu ý con. Dương Phát có biệt danh là Bom, cậu bé rất dễ thương, lém lỉnh và hài hước, đặc biệt là xuất sắc vượt qua đối thủ lớn tuổi hơn trong phần đối kháng. Trong hành trình tứ kết này, liệu hai cha con có tiếp tục giành chiến thắng? Chào mừng hai cha con đã đến với hành trình tứ kết của chương trình Cha Con Hợp Sức. Hãy chuẩn bị tư trang thật chu đáo để tham gia hành trình 2 ngày 1 đêm tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và gặp đối thủ của mình. Đây. Chị Hân. Chị Hân 12 tuổi à. Còn bố là gì á, con cũng không nhớ nữa. Con đoán là chị này chắc chắn cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm của gia đình con à. Hai cha con của bạn đi dắt sữa bò nè. Còn những bạn nhỏ tuổi tân chị á. Con nghĩ bạn rất là ngon ờ. À nhưng mà bạn sợ. Bạn sợ con bò. Bạn sợ con bò. Tại vì lúc đó mấy cái cây để mà nó giữ cái dây của con bò nó chặt quá, con rút nó không có lên. Khi mà nó kết thúc á thì ba con có lời khuyên với con, thế nhưng mà sẽ có một cái lần đó nữa thì con chắc chắn con sẽ làm theo những gì ba căn dặn. Đúng rồi. Anh đi mua hai bộ, anh thi đấu cho con một sức giống như lần trước á, để mà giành chiến thắng mang về cái bằng chứng nhận cho em nha. Em cũng mang thắng rồi. Rồi vậy nở một nụ cười thật tươi nè. Hả? À, bây giờ mình đi thôi. Làm gì con? Làm gì con? Anh đi. Nhà con cố gắng nha. Ừ, anh đi rồi. Thank you. Anh đi rồi, anh sẽ về nha. Cũng nghĩ là đi luôn á. Mai thôi. Rồi, ông mẹ nè. Ừ. Xin chào mẹ. À, cố gắng nha. Nha. Bye bye cho anh nè. Đi xuống quá rồi. Bye bye, đi nha. Rồi. Con ơi. Dạ. Bây giờ mình đi Đắk Lắk á, hình như trên đó có voi á. Dạ. Cái lần rồi chú thấy con là đi sữa bò. Dạ. Con dắt sữa bò phải không? Sữa bò. Bữa nay con dắt sữa bò cho chị con uống một miếng nha. Dạ. Sữa con bò. Bây giờ con nghĩ là sẽ cứu dẫn chương trình đó, đưa cho mỗi đội hai con voi à. Rồi đội đó kéo vòi voi, đội nào kéo vòi voi dài nhất thì điểm. Cái gì? Không, mình phải đi dắt sữa dâu đi. Còn nếu mà nếu mà muốn uống sữa voi thì làm sao con? Bắt cái võng dưới bụng voi rồi thọc uống hút vô bụng voi. Thọc hút vô bụng voi luôn hả? Quý vị các bạn và hai gia đình đến với cái gì? Trà con hợp sức phát. Dạ. Ờ, lên đây mà quần ngắn ngắn như thế có lạnh không? Dạ hào. Tại sao lại không? Con mập như gấu Bắc Cực mà. Phát, Hân.
phía sau mình có cây gì đấy? Là quán cà phê Trung Nguyên. Có phải quán cà phê? Làng cà phê luôn. Làng cà phê. Là quán cà phê. Làng cà phê. Ở Sài Gòn có quán ở đây nguyên làng luôn. Ừ. Ở đây đặc sản là gì? Cà phê. Mình sẽ vào làng cà phê. Mà làm cây gì? Mình bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên đi. Con được phép 5 phong bì gợi ý tìm mật thư. Cha chỉ đứng tại điểm xuất phát hỗ trợ qua bộ đàm. Các phong bì gợi ý phải mở theo thứ tự lần lượt. Sau khi giải được phong bì thứ 3, cha con được gặp nhau và cùng tìm mật thư thứ 4. Sau đó thực hiện theo yêu cầu trong phong bì gợi ý cuối cùng, rồi quay về đích. Mỗi mật thư tìm thấy được một điểm. Hoàn thành yêu cầu của mật thư thứ 5 và về đích trước được một điểm. Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là 30 phút. Con mở phong bì ra, con đọc cái này xong. Xong cái phong bì nào và con lấy được cái mật mã đó thì con nhét vô đây và con nhét qua túi bên này. Ráng nhanh nhẹn nha, chạy nhanh kiếm. Các chú sẽ đi cùng con quay phim nên là không có sợ lạc hay gì hết. Con cứ chạy nha. Ra, không có gì. Vui mà. Con hơi lo. Con đừng gấp, con lấy ra. Con lấy ra xong rồi con đọc. Có thể cái vỏ đó con bỏ đi nhưng mà cái thôi hay bố con vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Bây giờ mình phải bắt đầu thôi. Ok. Sẵn sàng chưa? Rồi. Tự tin chưa? Rồi. Thế là 30 phút của cái bạn. 3 2 1 bắt đầu. Đi con vừa coi vừa đọc cho tiếng nghe nha. Đọc lên cho ba nghe luôn ba mày. Dạ được anh. Mật thư đang ở gốc của một cây trồng 200 tuổi. Đây là một loài cây công nghiệp đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên. Rồi rồi, tí nhớ rồi nè con. Bên phải con nhìn thấy cái cây ngay chính giữa, tí thấy nó to. Mà chắc không phải cây cà phê rồi. Con sẽ đi hỏi một cô chú nào đó, con đừng đứng gần chị ha. Cô ơi, con thấy ở giữa có một cái cây lớn lắm mà không biết có phải cây cà phê không. Cái cây cà phê là cái cây nó sẽ có một cái chùm như chùm nhãn vậy con. Những cái hạt cái trái nó đeo xung quanh cái thân cây á, xung quanh cái cành cây á. Cây cà phê ở đâu vậy cô? Con đi ra cái trước cái nhà cổ mộ của bên này nè. Dạ. Con hỏi mấy anh chị là cho em hỏi cái cây cà phê mít là cây nào. Dạ. Nha. Rồi các dạ, anh chị chỉ với con. Dạ. Đó là cây cà phê mít đó là nó có 200 năm tuổi đó con ha. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô. Ba tìm ra kết quả rồi ba. Đây là cây cà phê mít hết. Rồi vậy chạy nhanh đi con, chạy nhanh tới cái nhà mà cô chỉ đó. Ý. Nó đọc. Cô ơi, cô biết cây cà phê 200 tuổi ở đây là cây nào không cô? À, cái cây đó bây giờ nó khô rồi con. Dạ. Nhưng mà nó ở đâu cô? Cây cà phê đây nè, trước đây nè con này. Cô ơi cho con hỏi cà phê biết được trồng ở đâu ở trong này vậy cô? 200 tuổi hả con? Dạ. Còn này trước này. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Tìm ra đường rồi ba. À, tới cái cây đó rồi báo cho ba biết. À, tới được cây đó chưa con? Hết. Dạ vẫn. Thưa ba vẫn chưa tới. Con vẫn đang rối loạn địa hình hết. Bây giờ con nhận được chưa con? Dạ rồi, cái câu này tiếng Anh nè. Hidden letter is on the most ancient furniture in here. Cô chỉ nó ở đâu ta? Con nói tiếng Việt đi. Mật thư đang ở trên một nội thất cổ nhất ở đây. Ê, thấy mật thư. Thôi ba con thấy mật thư rồi. À, đồ cổ ở đây á thì cái nào cổ nhất cô nhỉ? À, đồ cổ của văn hóa Tây Nguyên hay là văn hóa? Dạ, văn hóa Tây Nguyên nè cô. Đồ cổ nhất luôn á. Ừ, thì ở đây là có một cái ghế caban 180 năm tuổi. Dạ, thì ở đâu cô? Ở trên nhà sàn á con. Đâu? À, đây ơi, con mở cái mật thư thứ hai ra coi nó yêu cầu. Dạ, con biết rồi. Hidden letter is on the most Arkansas furniture in here. Là gì ba? Chú ơi, đây có cái ghế này 800 mấy tuổi đó chú. Là ở đâu vậy? Vậy thì con đi tìm một cái đồ gỗ cổ, đồ gỗ nha Bơm, đồ gỗ cổ ha. Đồ gỗ cổ. Hình như con tìm sai nơi rồi. Con làm rớt cái mật thư rồi. Hết. Đừng để bị rớt chứ con, kéo vào măng tuyê lại, kéo vào măng tuyê túi quần lại, dán túi quần lại, hết. Tìm được chưa con ơi? Dạ chưa.
Kia chưa thấy hả? À sao rồi con tìm được cái mật thư đó bị rớt chưa Bom? Hết. Con chưa tìm được. Con đang quay lại chỗ cũ nè, hết. Mono là một, silon là cây, tìm cái gì đây nổi trên mặt nước? Mật thư lúc nãy của mình đâu một ta? Hay là đứa nào nó đi gấp chuyện chơi vậy? Trên mặt nước có một cái thuyền cổ, hình như là thuyền được làm bằng gỗ, mà người ta nói silon á là cái tên của một cái loại cây á. Bom ơi, tới đâu rồi con? Dạ con đang đi kiếm nè, con tìm lại được cái mật thư rồi. Ồ, đây ba. Tìm cái gì đây nổi trên mặt nước? Trời ơi! Thấy rồi! Xòe xe á ba. Y dài L O N Monocele hả? Ba, con chờ ba nha. Khả Hân đọc lại một tí. Chữ mono với chữ silon. Chữ silon với. Con thấy rồi. Nếu mà chữ mono á là độc á, là một á, ví dụ như thuyền. Thấy rồi. Là thuyền chỉ có một. Thấy rồi, khỏi nói nữa. Với là độc một là có một cái khúc gỗ, một dạ. Cái khúc gỗ dài người ta làm thành cái thuyền đó. Ơ trời. Hả? Mật thư tiếp theo đang ở trong một cái hang. Con thấy chị Hân chị lúi gúi một cái gốc cây giống như thuyền á. Con thấy cái mật thư trong đó luôn cơ con. Con thấy. Thấy mục tiêu. Bom đánh vần lại cho ba cái chữ silon. Tìm. Con đã được rồi. Hết. Coi, ở đây có cái hàng nào con? Cô chú không có làm khó mình đâu. Mình sẽ vô đó, mình ra nhìn là sẽ thấy cái logo thôi. Dạ. Mời thư số 4. The next hidden secret is in the cave. Chữ cuối cùng C A V E hấp. C A V E. Cave là một cái hang động. Cave là một cái hang động hết. Is hang động. Mình ghét hang động quá à. Vậy mà sao con này cũng có chân ơi chân đó. Con tìm thấy một cái hang động, nó rất là âm u. Ba con nghĩ là ba nên vào hỗ trợ cho con đi. Con không thể tìm thấy được nữa rồi. Tí vào đây đi. Đây là mật thư tư rồi đó. Rồi ok, tí đang đi vào. Có phải con đi lên các cái bậc gỗ không? Dạ bậc đá mà. Cái hang nha. Con thấy ba chưa không? Ba con đi thẳng lên đi. Ê con đây nè ba. Con đây. Ok hay. Ba thấy rồi. Mật thư thứ 4. The next hidden secret is in the cave. Cái hang động ở đâu? Hang động. Cô nãy có cái chú nào giống mật thư ở đây á, cô biết ở đâu không? Sao? Nó ở đâu? Đi theo ba. Vào được hang rồi mà tìm không ra, chẳng ngoài nữa. Ở trên đó hả? Thấy hết rồi đây cho ba. Thấy xuống. Tìm thử trên này. 1, 2, 3, 4 đâu. Ngồi xếp vào ba. Mở thư số 1 ở đây. Lên ở đây nè con. Thấy không? Thấy rồi. Ôi trời. Con có một cây viết nè. Một loạt các con số này giờ suy nghĩ coi. Thì ghép lại các bạn nhé. Thứ 4 nè. Một thứ 2 nè. Việc để dễ mà. À hiểu rồi.
A O bọc cờ giờ đợi E E G I K L M N O O O. Rồi xong. Chắc phải quay lại hồng đồng hồ quá. Đọc á. T U V số 1 A số 29. Ủa 29 luôn hả? Ờ vậy cái này là tới bảng ABC. Chữ A. Chữ Y dài. Chữ A. Số 20. Số 20. Để đi lớp. Nhạc sĩ, nhạc sĩ. Lên, 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 lên. Go, bop. À, em ơi, ở đây có nhạc sĩ không em? Nhạc sĩ không có nữa. Nhạc sĩ nổi tiếng. Cảm ơn. Cái cà phê đặc biệt, cà phê đặc biệt. Cà phê đặc biệt. Đâu nhỉ? Iran gì á chú? Gặp một nhạc sĩ nổi tiếng để lấy một túi cà phê đặc biệt. Có chú nào nhạc sĩ nổi tiếng ở đây để lấy một túi cà phê để qua đây nữa. Hả? Dịch được không? Dịch, dịch được. À, để. Túi tiền. Túi cà phê. Là cái gì? Cà phê. Cà phê đúng không? Cà phê sô-cô-la thì phải. Để lấy túi, để lấy túi cà phê. Nhưng mà tìm không ra nhạc sĩ nổi tiếng. Nhạc sĩ nổi tiếng để lấy cà phê. Còn nhà số 3 là ở đâu? Nhà này, nhà số 2. Nhà số 3 là nhà bên đó mà. Dạ, nhà số 2 của mình ở đây. Nhà số 3 đâu? Nhà đây, giờ lên xin lỗi, lên lấy đi nha. Rồi, chạy đến chú A đi. Chú A đây. Chú A đây nè. Ok, ok. A đi đây. Rồi. Nhạc sĩ nổi tiếng ngày xưa xưa đã qua đời cách đây mấy trăm năm rồi á. Beethoven à? Đó. Beethoven. Nhạc sĩ Beethoven á. Quá, là tốt quá. Nhưng mà quan trọng nhất đấy là cái bụng hình, cái hình của Beethoven mà. Dạ rồi. Ông nói mấy cái câu về cà phê là mỗi ngày cho ông 60 hạt cà phê. Thế là sau thử thách đầu tiên, đội của Hân với bố được 5 điểm. Đội của Phát với bố được 4 điểm. Yeah. Chúc mừng hai nhà. Hay nha. Bây giờ mình ngồi ở đây, cái cảnh rất là đẹp. Mà nhiệm vụ đầu tiếp theo là cái gì thì Phát đọc đi. Hai bé sẽ luôn phiên vẽ 10 con vật. Chương trình yêu cầu cho cha đoán mỗi đội 5 con. Thời gian vẽ 1 phút, thời gian đoán 15 giây. Trong thời gian quy định, nếu cha của đội này trả lời sai hoặc không trả lời được thì nhường quyền trả lời cho đội đối phương. Đội có đáp án đúng nhiều hơn được 1 điểm. Bé nó vẽ cũng tốt. À, nhưng mà thường là hay vẽ siêu nhân rồi khủng long nữa thứ. Cũng có vẽ một số con vật nhưng mà hơi ít. Cháu nó đi học rồi nó vẽ, nhất là thí dụ như có những chuyến đi như thế này nè, thì trong nhật ký của cháu là nhiều khi cháu không biết mà cháu vẽ. Nhưng mà chưa hết, ai vẽ trước, ai vẽ sau? Chú A đi đếm ấy. 1, 2, 3. Ai Phát quyết định đi, ai vẽ trước? Chị Hân. Hân vẽ trước. Chị Hân vẽ trước đi con. Tỉnh táo tươi trẻ lên con. Thế là Hân, con vật đầu tiên của Hân là con này. Mà 1 phút của Hân bắt đầu. Sẵn sàng rồi ạ. Cây thì cho bố xem. 15 giây cho bố bắt đầu. Con nhện. Con nhện đúng rồi. 1 phút của Phát bắt đầu. Để cho con nó đi học cầm thiết kế. Không chữ không là không được rồi anh hả? Yeah. Con sẵn sàng không? Đây, thế là cho bố xem, xin mời. Con cầm con dơ lên vậy nè. Tôi đi. Con cá mập. Đúng. Yeah. Con cá mập. Nhưng mà sao bố biết là cá mập? Phát vẽ con cá có hàm răng rất là dữ, với lại có cái vây trên lưng. Một phút của Hân bắt đầu. Năm vun xong rồi à? Đây, thế là Hân ơi, cho bố xem. Con ngựa. Con ngựa. Đây, đúng rồi, con ngựa đây. Sao lại con vẽ cái con ngựa như thế này? Nó hơi ít giống nhau.
Tại vì lúc đầu con vẽ thì cũng ít giống, nên là con mới vẽ thêm cái yên để ba phân biệt đó là con ngựa. Đấy. Còn nếu mà không có cái này thì bố đoán là con gì? Chắc con thằng lằn. Anh biết được. Một phút của Phát bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ vẽ, Phát ơi, hết giờ vẽ. Cho bố xem. Hay. Bố, 15 giây. Bốn. À, con chó. Không phải. Con sư tử. Sư tử, đúng rồi, sư tử. Đúng. Trời ơi, sư tử. Chúc mừng bố. Sao bố biết là sư tử? Mới đầu giống con chó, tưởng là tai nó kéo dài xuống với loại chó tai dài á. Nhưng mà rồi không phải chó thì chắc là sư tử hay gì đó. Thì nó phải có cái bờm xù lên gì không? Đó. Rồi cái râu nó không giống râu chuột vậy đâu không? Phát thì quá là ngây ngô khi mà Phát cứ nhìn vô cố gắng vẽ y như thật. Mà vẽ xong ba của Phát thì không hiểu. Con nghĩ là con vẽ đơn giản để ba đoán được, không cần phải giống hình. Bây giờ bắt đầu. Trời ơi, con gì? Tức là sau 27 giây là thời gian của Hân kết thúc bởi vì đã vẽ hết. Giờ mời Hân chở bố xem, 15 giây bắt đầu. Con heo ạ. Đúng rồi, con heo nè. Biệt danh cho con ở trường. Này, đây, một phút, bắt đầu. Cao đầu lên con. Mời Phát cho bố xem, 15 giây của bố bắt đầu. À, con rắn. Ờ, con rắn, đúng rồi. Con rắn này. Ừ. Con vẽ đẹp quá chứ. Lần này Phát bắt đầu vẽ ấy, là chú Adi nghĩ là bố sẽ đoán là con giun. 40 giây. Rồi xong, thế là mời Hân cho bố xem. 15 giây bắt đầu. Còn cá sấu. Cá sấu, đây, cá sấu đây. Đúng rồi bố ơi. À, đúng là này hay chứ. Bom học cái cách nha con. À, đúng là Hân ơi, một phút. Bắt đầu. Xong. 3, 9, 10. Đi đi. 15 giây. Con nhím. Con nhím. Yes. 30. Cái con vật này là dễ thương. Ôi xong rồi à. 30 giây mà xong. Đấy, ok Hân. Con thỏ. Đúng, con thỏ này. Mà sao bố biết? Vì cây, chắc là vì cây cà rốt hả? Mười lăm. Con xong rồi. Xong rồi ạ? Ok. Cho bố xem đi. 15 giây của bố. Bắt đầu. Bắt đầu. À, con vịt. Con vịt thì không. Con ngỗng. Con ngỗng. À, con gà. Nhớ. Tí biết không? 4, 3, 2. Con ngỗng, con vịt. Một không giống. Không. Con chị nghe. Sai. Là con gì bố? Con chim. Con chim. Con chim con phải có cành cây. Cái đó này là những cái để mà gợi ý con hiểu không? Con chim này. Đâu hơn cho coi nè. Cho. Đó chính xác. Nó một cái cành cây nó đậu lên. Thế là mình hết thử thách vẽ và đoán rồi. Đội của Hân đoàn một con. Hơn đội kia, thế là được 1 điểm. Thế là bây giờ mình chia tay với làng cà phê Trung Nguyên mà mình sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Mà là cái gì? Thì hay nha, với quý vị và các bạn sau này mới biết. Và hẹn gặp lại tuần sau trong Cha Còn Hợp Sức. Bye bye.